Vô đây chụp anh cưới về. Đây. Chụp với anh. Cảm ơn nội, chụp dâu. Đây nè, anh cưới nè, cho em tấm anh cưới nè. À. Trời ơi. Sắm chuối không ăn mà làm rớt bọc lộn lên ăn. Sao vậy? Vừa giáp nữ không rửa giáp kiểu nam nữa nha Vi. Giáp nào mà mang bền mang đi lâu luôn á. Đừng mưa rồi lựa giáp xốp. Nhiều giáp nữa nè. Bi đó mang thử rồi. Bi thích mấy kiểu giáp kẹp này không? Nè. Rồi sao mang giáp xốp này? Giáp xốp này mang đau chân lắm. Em đi bụi đường nhiều mà. Giống như những cái dép kiểu này nè, những cái dép kiểu này nè, nó có cái đế này mình đi để chân nó đi còn đi nhanh được. Đi vô trong còn nhiều mẫu kìa, đi vô trong nhiều mẫu xem như thế nào đi. Anh thấy nhiều mẫu trong đẹp kìa. Đi đi một vòng đi. Bây giờ anh thích mà kiểu dép này hả? Kiểu dép này đi đi nó đi mưa rồi sao? Yêu cho coi thử coi nhiều, thấy nhiều kiểu dép kìa. Đi một vòng đi rồi rồi mình quay lại. Quá trời dép cả cả ngàn mẫu luôn á. Bi hay đi ngoài đường nè, Bi lựa những kiểu này nè, kiểu này để ôm chân Bi này giống này, giống kiểu này đó lấy số bự hơn. Kiểu nào đó Bi lựa đi cho đi, Bi mang thử đi nha, mưa rồi mang thử. Không có lấy kiểu kiểu con trai đó. Đâu rồi kêu nào? Dép này dẻo kép kiểu trai nha. Tối ngày mua Bi vẫn thích kiểu này hả? Cái kiểu này, cái đế này là đế gì chị? Dép chiếu hả? Cái này mang lâu ta? Đi bền hả? Bi cái mang này em đi đi phòng chân không? Em hay đi về đường nhiều đó, ngày em đi bộ mấy cây số à. Đi vào trong thì anh thử rồi, đi vào trong hết 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 cái đây định cho lấy kiểu dép nào đi. Anh muốn xem để cho Bi. Cái kiểu này Bi ở nhà Bi có rồi mà. Đó, quá trời kiểu nè. Anh thấy giờ ta hay mang kiểu này nè Bi. Đó, người ta hay mang kiểu này nè. Nó còn trong nữa kìa. Bi muốn mang cái kiểu nữ mà kiểu dạng Bi dép xốp và đây đây những cái kiểu có hoa này nè. Cũng quá trời nè, đó. Cái kiểu này dép hoa hậu đi trong kìa, anh thấy cũng trong có cũng còn những màu đó. Bi mang thử đi thử coi nó bị phòng chân không nè. Tại vì em hay đi về đường á. Ăn thử đi. Hình như bên kia còn nữa kìa Bi. Rồi dép em. À. Bi rồi Bi xem đi Bi, nhiều mẫu lắm nè đó. Rồi Bi thích mẫu nào? Bi xem hết vòng rồi. Vẫn thích đôi đó hả? Vẫn thích đôi đó mang đi thử đi, có bị phòng chân không? Thôi không lấy kiểu dép kiểu nam đó. Dép kiểu này em mang hoài. Mang cho nữ tính chút. Đâu đôi nào dẫn lại thì dẫn thích đôi này hả? Mang vô thử coi. Đâu đi thử coi được không? Rồi mang cái này mang đi chơi luôn nha. Rồi cho anh gửi tiền. Muốn lấy hai đôi này đúng không? Không lấy đôi khác hả? Bi lấy tiền trả mạnh Bi. Hôm nay là Bi là lên quận 7 chơi trung thu quý vị. Mà cuối cùng là khu vực cầu Anh Sao này không có tổ chức lễ hội trung thu. Hiện bây giờ Bi đang ở trung tâm thương mại Resson Mall quận 7 quý vị. Thì đây là trung tâm thương mại đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn quốc tế quý vị. Thì hôm nay thì cầu Anh Sao thì không tổ chức lễ hội trăng rằm. Thì hôm nay Bi mặc đồ này để đi chơi trung thu á. Bi vô chỗ kiếm chỗ ngồi đi Bi. Lên ảnh đẹp quá à. Đi vô trong đi Bi. Anh có quà có chị Quỷ Liêu trao cho em nè. Đi. Đi vô Bi kiếm chỗ ngồi đi.
kiếm cái chỗ ngồi rồi anh đặt anh trao quà cho em ha. Hôm nay anh trao với phần quà có chị Huệ Liêu ở bên Mỹ nha. Chị trao cho em. Em ngồi xuống đây để anh đặt cho quên. Ngồi xuống, sát vô để anh quay cho chúng phần quà luôn. Vô đây nè. Đây. Thì chị trao cho em phần quà nè. Xem, móc ra xem bao gồm cái gì. Đây nè. Chai này là chai nước xịt người á, tắm xong mình xịt người cho nó thơm nha, xịt cho người luôn, không cái nước hoa xịt người. Đây là phở son, đây là phở son này, cái phở son này gì, cái màu đi kéo ra cái màu gì, đi thích màu gì vậy, đấy phở son màu gì. Còn đây là cái dầu gió xanh, đây là kẹo salobat. Phần quà của chị Quỳnh Liêu trao cho em. Em cảm ơn chị, đi kéo khẩu trang ra. Rồi cảm ơn chị khi nhận quà đi. Cảm ơn Tiến. Không cảm ơn anh. Em nhận rồi, em cảm ơn chị đi. Lần trước có nhà chị nào trao quà em nói là nhớ cho em nhiều lắm. Nè sao không nói. Nhớ cho em nhiều. Đây nè phần quà của em nè, cầm để anh quay lên. Vui không? Rồi nay biết phanh tay cảm ơn nữa ta. Hôm nay đi chơi trung thu có quà luôn. Bi có muốn vô trong đi chơi không? Vô trong tham quan không? Vô trong mình coi ngắm cá biển. Bi muốn đổi cảnh hả? Rồi đi đổi khúc cảnh đi. Đâu Bi tháo khẩu son màu gì Bi thích là màu đó không? Coi đi, phần quà của Bi mà Bi phải cầm lên chứ. Kéo khẩu trang xuống nãy anh quay rồi mà, đó. Hôm nay Bi mặc đồ đẹp gái có gì đâu mà phải ngại không? Hôm nay sao sắp đến trung thu mà vắng người rồi ta? Bi cũng muốn đi trong chơi không? À anh thấy cái cá biển đẹp quá kìa Bi. Đó. Thấy không? Vô xem không? Đó, vô mình đi vô cá mình xem cá biển rồi ra cũng được, đi vô cho muốn đi vòng không? Mình không cần đi, mình đi mà. Dạ, giờ Bi đi đâu? Dạ, Bi đi, anh đi theo Bi. Chừng nào anh dừng đi rồi em đi. Rồi đi nè, anh đi theo Bi nè, đẹp anh rõ đèn cho Bi à, anh cầm, biểu anh cầm giùm luôn hả? Cất đi, chừng nào về em lấy. Phần quà của em mà, sao em không cầm? Anh cất giùm em. Anh cất thì sao giờ? Để chừng nào hồi đó anh còn chạy dài đó mà. À, giờ anh cầm giùm Bi luôn hả? Ừ. Rồi, để anh bỏ vô giỏ anh nha. Rồi Bi kéo giỏ anh bỏ giùm con có tay nè, cái giỏ anh cầm đi, quà của em cầm mà. Rồi cảm ơn chị, này gật đầu biết cảm ơn nữa hả. Rồi đi nè. Rồi em muốn đi đâu? Mình đi tà tà về đi. À đi tà tà đi về hả? Bi không đi vòng Bi uống cà phê gì đây không? Cà phê trà sữa không? Nè trên đây quán cà phê trà sữa đó, người ta ngồi quá trời kìa, đi chơi uống không? Bi ơi, uống cà phê trà sữa gì chảnh không? Giờ Bi định đi đâu vậy? Đi về đi. À đi về hả? Xong đi lên đây chơi không có trung thu rồi đi về sớm vậy? Còn sớm mà. Giờ anh định đi đâu anh nói đi, em đi với anh nè. Anh định anh hỏi Bi đi đâu, anh đi theo Bi nè. Đó là cái quán gì? Xăm Thái, hình như ẩm thực Thái á. Sao? Bi định đi về ha, đi chơi. Em đi đâu anh dắt em đi, đâu biết đường đâu. À, đêm nay Bi muốn đi chơi mà, thì Bi anh đi theo Bi mà. Thôi giờ Bi đi ăn gì không? Em đâu biết đường đâu. Thì có đi đâu chơi thôi, anh chở đi qua có đi tìm đây. Phố Lòng Đèn nữa không? Bước xuống đây nè. Bước xuống đây làm gì, cái hồ nước vậy anh bước xuống làm gì? Đến phố Lòng Đèn. Phố Lòng Đèn đâu có đâu. Giờ chỉ phố Lòng Đèn thì hiện bây giờ chỉ đi ra phố đi bộ phố Tây Ba Lô mới có. Ở đó người ta mới trang trí theo kiểu trung thu. Ở đây hình như cái lễ hội lớn người ta mới tổ chức, rồi đâu trung thu thì ít tổ chức á.
Bi có định qua cầu anh sao chưa không kìa? Bên bản chắc có người muốn đi qua bản đúng không? Giờ anh chở đi qua bản thử vòng nha, mình có xe anh đi nhanh mà. Thì hôm nay là Bi đi đến cái cầu ánh sao nữa vì khán giả Bi nói Bi muốn lên đây tham quan thử một lần. Bi đi hết chân cầu đi về, đã đến đây rồi đi vòng đi. Nói cầu này đẹp Bi. Bi đợi anh đi, đợi anh đi đi, đừng có đi xa quá Bi tối thui à. Rồi đi nè, đi. Đó. Đây là đến anh quay đèn kìa. Nước chảy róc rách ra. Thì sao? Hôm nay cũng vắng người ha Bi ha. Đây là về, đây đó à. Đây đây bị hát bản đi. Hát bản đi. Đẹp không? Đẹp quá. Dạ. Rồi đi đi, đi đi quân bộ một vòng coi. Đi qua bên kia. Tới đây được à, tới đây quay về hả? Rồi tới đây quay về thì quay về. Đến đây để chụp ảnh quay về hả? Rồi, rồi đi về, đi đi về. Hôm nay đi chơi vui không Bi? Vui anh. Vui hả? Sao sao đây Bi mua dép rồi không thay dép ra đi cho nó đẹp? Sao vậy? Dép đẹp nên mua dép đẹp không thay mà mang dép này đi vậy? Mang dép đẹp cho lên bộ đồ đẹp cho đẹp nè. Hả? Hết giờ về hả? Vô đây chụp anh cưới rồi về. Đây. Chụp với anh. Cảm ơn nội, chụp đâu. Nè nè, anh cưới nè, cho em tấm anh cưới nè. À, đó anh tặng em món quà tăng gia đó. Đó, đem về tặng mẹ bế đi. À, được không? Giờ cho em cái bệnh đi đây. Rồi, chưa bỏ cho em cái. Để em còn đi công việc đó. Đi ơi, chụp anh cưới không? Chơi chụp xấu. Anh chụp mà chơi xấu. Chơi chụp xấu phải treo lên thì sao? Rồi cầm vô, tặng quà em ăn tăng gia. Sao bữa em hình ở đây? Rửa hình vậy? Bữa nào đi kiếm đẹp đẹp đi anh tắm rồi. Rửa là rửa cho em tắm đi. Rửa tắm hả? Vô chụp đầu cưới không? Mặc đầu cưới không? Đó, đứng ra kế đầu cưới chụp đúng không? Đứng sát vô rồi, sát vô anh lấy đèn cho sáng kìa. Đứng kế người mẫu luôn, cái đầm hồng kìa. Rồi, muốn chụp, muốn rửa anh này hả? Rửa này sao cầm nóng hẻm lên kìa. Về về tặng mẹ bế đây đó. Đây nè, ảnh à. Đây. Rồi đi về nè, đi. Cái này là bị cầm đi mua bánh chuối rồi bị cầm. Cầm, anh lấy cái bánh chuối còn cái này cho Bi nè. Bi thích ăn bánh chuối ở đây đúng không? Mày ăn đi. Gà cương gì không Bi ơi? Dạ. Ăn đi. Bi thích ăn bánh này hả? Ừ. Trời dương. Trời dương hả? Sao Bi không ăn bánh chuối này ngon, mày ăn cái bánh chuối trời dương bánh xếp đi. Bị không ăn luôn. Bánh chuối này ngon ngon nè, mặn mặn ngọt ngọt nè. Người ta ăn không? Không ăn rồi. Sao vậy? Sao Bi không ăn nha? Ăn miếng gì để chứ? Bi chiều vậy chứ ăn gì mà. Hả? Bánh chuối này ngon không Bi? Ăn đi. Nè. Rồi ăn đi. Bánh chuối bằng cái mặt em luôn rẻ 7.000. Ăn không? Không, em không ăn đâu mà. Anh ăn đi. Bi thích ăn bánh chuối này lắm mà. Để đi ngang cho bánh chuối này Bi dừng lại mua. Em ăn nhiều chỗ bánh chuối, chỗ này ngon nè. Chỗ này nó mặn mặn nè. Ăn vô chuối nó ngọt ngọt, ăn dễ ăn. Thì chiên bằng bò, xì vít đó Bi ha. Đúng không?
Bi biết chia ăn chuối không? Không. Sao vậy, nay Bi nhịn cho em Bi ăn luôn hả? Ừ. Nãy hình như nãy anh rớt cái đèn ngay chỗ tiệm đó hay sao Bi? Trong cấp xà em. Không có, anh coi rồi. Trời ơi, con chuối không ăn mà làm rớt bọc lợm lên ăn. Sao vậy? Rớt đất rồi lợm lên dơ sao ăn? Thôi thôi, bỏ. Bi vậy, bánh lên rớt dưới đất rồi lợm lên ăn gì vậy? Thích ăn bánh chuối này lắm không mà cho Dương hả? Trời ơi, ngon không? Bánh rớt đắng mà Bi lỡ ăn rồi hoài à. Lỡm hồng mấy cái hạt bắp, mấy cái đầu kia cũng vậy nè. Bi lỡm cho anh quay Bi ăn như lên, Bi không mắc gỡ à? Bi không, ta không có gỡ. Bi hỏi có mắc cỡ không, tự nhiên lỡm đầu đất ăn nè. Sao rồi, ăn mì gì hả? Anh đói bụng quá, Bi có mì không cho anh gói mì đi. Ừ, chẩn nè, nấu nước vô. Bỏ nước nóng vô ăn. Vậy Bi nấu giùm anh gói mì được. Có mì không? Có hai gói á. Giờ Bi nấu cho anh gói mì nha. Đó, chờ em ăn đi, Bi không Dương không ăn đó. Dương cho chị nửa cái bánh chuối kìa. Nấu sao Bi nấu sao? Rồi Bi nấu nước, Bi chế cái đó trong cái ly rồi mà anh bắt giùm anh miếng nước sôi thôi. Đói bụng quá, Bi coi cho anh miếng mì ăn đi. Sao tao không có cái nồi nào đó không mày? Sao nấu? Rồi đó, cái nấu nước sôi chế cho anh được rồi. Không có nước gì đó anh ơi, nghỉ ăn. Nghỉ ăn luôn hả? Thôi vậy thôi, không có nước thôi. Chai nước này. Thôi thôi nấu nước không tên cũng được kìa. Anh đâu ăn nước, ủa nhà Bi nấu bằng nước bình sang quá vậy? Hứng nước mà dội nấu cho anh cũng được kìa. Không có nồi sao em nấu? Thôi không có rồi thôi. Bà nấu vừa bới, nấu vừa có nước rồi. Thôi không có rồi thôi được rồi. Bị băng keo rồi. À cái băng keo hả, nãy có mua băng keo qua cô bé hả, chưa bắn rồi hả? Rồi Bi nấu dùm cái mì ăn đi, lánh quấn còn băng keo lại dùm mẹ bé em kìa. À, cái này là cái nồi súp, Bi ăn súp đi thì nấu dùm anh gói mì được rồi. Thôi đi, thôi để đó anh về nhà anh ăn cũng được. Dạ không có ấm, không có ấm mà thôi khỏi nấu được rồi. Nấu thôi được rồi Bi, anh chọc đó không có rồi thôi. Để em đi nấu rồi nha. Biết nấu bằng nồi điện không? À, lấy nước ngoài cũng được, đâu cần nước bình đâu. Đúng rồi, lấy ra nước cái vòi nè Bi. Bi vòi đây nè, nhà Bi bằng nấu bằng nước bình này luôn hả? Vòi sang với vậy. Anh nước không tên uống cũng được mà, ăn cũng được mà, nấu nó bay được rồi. Được rồi Bi, giờ Bi có ăn không mà Bi chót nước nhiều vậy? Bi được rồi em, thấy nước là nhiều. Trời ơi, ông ăn mình đâu hả? À em ăn cho em luôn hả? Ờ đúng rồi, ăn mình nay Bi nấu mì cho khuya là đâu có gì đâu ăn, cho anh xin gói mì nè. Rồi Bi có rau rồi, Bi đó trên miếng rau vô mì luôn nha. Yeah. Biết nấu không? Biết nấu mì với rau không? Rau này sao? Thì rau này gọi là rau gì Bi? Rồi mai em ăn luôn nè. Thôi em nấu miếng xôi giùm anh đi để anh tự nấu nha. Rồi đó, xé không? Rồi biết xé không? Xé là sao? Nấu là sao? Đâu có cái trứng này cho anh xin cái trứng nha. Được không? Trời ơi! Không có nồi không ăn trứng được, nghỉ ăn đi. Được. Giọng thứ
Không có nồi không trứng được, nó đập trứng vô mì nè, nấu cho nước sôi giùm anh nè. Từ từ biết đập trứng không? Đập trứng trong đây nè, đập giùm anh không có tay biết đập không? Đập cho trứng nằm dưới đáy á. Ê, ê, em bắt cái nồi rồi đi, tắt đi. Em hâm nóng nồi ăn cơm à. Cạo lên để nó khét nồi. Rồi đi ăn cơm luôn đi. Nãy giờ đi chơi về đâu có gì đâu bạn. Rồi đi cho trứng anh vô được rồi. Cho rau vô nó không đủ chín trứng nè. Biết đập trứng không? Đập trứng, đập giùm anh coi biết đập không. Đập vô đây nè, đập vô đây một cái, đập. Đập vô đây một cái nè, đập. Rồi. Rồi rồi rồi, để anh tách luôn cha. Bi ăn cái gì vậy? Ăn mì ăn bún vậy? Rồi xong rồi, dục, để tanh. Bây giờ dục cái này đâu? Thôi không, bỏ vô bịch đó. Chứ bỏ đâu có nội. Bỏ vô bịch đó, bịch sạch mà bỏ vô trứng vô nó chảy nước tùm lum. Coi chừng cái nồi của em sôi rồi. Rồi. Bia định ăn mì luôn hay vậy? Biết nấu mì trứng cái kiểu vậy không? Hồi đó giờ em nấu mì trứng em ăn nấu thì sao? Không biết nấu kiểu vậy luôn hả? Rồi đó, xin Dương nữa cái bánh chuối ăn kìa. Nó thèm ăn bánh chuối lắm mà nó trên giường cho Dương kìa. Biết nấu mì trứng vậy không? Lần sau nấu vậy ăn nha. Để nước sôi nha Bi, đừng để nước sôi chế vô con chó chứ là nó lợn trứng á. Rồi Bi ăn gì đi, cái nồi có Bi sôi kìa. Bi... có cái ly. Hết ly rồi, hết ly ăn tô đi. Hết sôi rồi Bi tắt rồi, rửa rồi rồi. Rồi rồi rồi. Bật cái lẫy lên. Rồi chế vô cho anh, chế anh cho anh ngập ly đậy 3 phút sau là chín. Rồi em tắt cái nồi này nè, tắt để nó khét nồi đó. Miếng nữa đi Bi. Miếng nước nữa hơi ít nè, đậy nắp lại rồi. Không biết cái gì vậy. Thôi được rồi Bi, được rồi Bi, được rồi, anh không ăn đâu, được rồi. Rồi thôi được rồi, anh không ăn đâu Bi. Trời ơi. Thôi đừng chơi vô nữa. Nó đầy ly sao ăn. Rồi Bi cho anh ly này á hả? Coi chừng đổ nước sôi nha. Rồi ăn đi, bây giờ ăn gì vậy? Thôi, cái nước suối để cho anh uống đi, anh khát nước. Rồi, thank you Bi. Rồi Bi ăn gì vậy? Đang kiếm ly ăn nè. Lấy tô ăn đi, không có ly ăn tô đi chứ kiếm gì nữa. Ăn mì luôn hả? Đúng rồi, nó bỏ mì, em bỏ gói bông điên ra để mặn nha. Cái nồi nước súp của em nó bỏ vô mì nó nặng á, nó mặn á. Thôi Bi ăn bún nè, còn bún nè. Bi thích ăn mì ăn bún à? Bi nấu mì đi. Không sợ. Ê Baby, cho cái gói đó vô nó mặn thì sao Bi? Cái nước súp nó ra nó mặn á. Cái ly Bi chín, cái ly anh có trứng không chín với cái nước súp Bi nó nóng á. Anh chút nữa ăn mì thơm Bi. Mì lẩu Thái này ngon á. Anh thích ăn loại này nè. Xong lấy muỗng ăn Bi. Bi phải tắm rửa sạch sẽ đi Bi, mặc đồ cho nó sạch sẽ kìa.
Từ từ ly anh chưa chín, có trứng chưa chín. Chín rồi, anh đi mua trứng. Ngon không? Mì này ăn ngon không Bi? Thơm đúng không? Bố Bi đi mua mì này nè. Mì này ăn đỡ ngán. Rồi ra trước rồi ngồi ăn Bi. Ra trước nè, xem Bi. Ngon Bi, mì này đúng ngon ha. Thích ăn mì này hả? Mì này ngon hơn mì cay không Bi? Hả? Ngon hơn, ngon hơn mì cay đúng không? Mì cay nó ngọt quá đúng không? Hồi đó giờ Bi chưa ăn mì này hả? Nên nãy em ăn hoài à? Ăn hoài hả? Xong Bi mua mì này để giờ anh ăn. Quan hả? Mì quan là sao? Mì quan là sao? Mì quan thì mì hủ tiếu. À, rồi Bi ăn mì đi ha. Anh ăn hủ ăn mì. Sao không ăn ông nội? Để trứng chín mới ăn mì ly anh chín sao em mà. À, bây giờ anh kéo ly anh qua này, có chín chưa anh mới ăn nè. Đây nè, có trứng vô nó lâu chín hơn. Đây nè, có trứng chín rồi đó, nó vàng trứng rồi đó, đúng không? Ba cạnh đường người ta đi, ba bước qua, bước lại hoài. Có rồi sao mà mới bước sau lưng em chứ đâu bước trước mặt em đâu mà. Người xếp vô đây nè, tránh em tránh đường cho em ấy. Ăn nữa không? Cho nửa ly kìa. Cái ngon không nổi. Vậy hả? Rồi ăn xong có xin nữa cái bánh có dư ăn không? Sao vậy? Ăn tráng miệng. Có bị ăn trái không? Ừ. Rồi Bi, tối nay em văn mùng sao? Có văn được mùng không? Ổ điện trái không? Trái sao đâu Bi game thử anh quấn lại cho Bi đó. Ổ điện hai công dây điện muốn chập không nhau. Không anh mua ổ điện khác giống vậy game à. Trời ơi. Mẹ bế bị em quấn, anh quấn dùm cho Bi thôi chứ. Trái không đâu Bi, Bi. Bi đi thử luôn hả? Thử anh vào quấn chất lựa không không? Rồi sao đem cái ấm nước vô thử đi chứ sao? Hai cái ổ điện mà hai cái cọng dây mà nó hở, nó chốc vỏ sát bên nhau luôn, bữa nào trái nổ chết. Không phải trái nổ mà nó giật chứ. Trước khi mà nó trái nổ lại giật. Rồi không trái rồi Bi ơi. Giờ anh đàm anh vào làm ổ điện dở mà. Sao vậy? Sao có kết quả? Sao? Được không? Trái rồi hả? Sao Bi thấy nhanh vậy? Rồi tối nay em dân mùng sao Bi? Tối nay khỏi dân mùng ha, hay sao? Nhân cách nào vậy? Bi? Biết dân mùng không? Ở để anh kiếm mấy cây anh cọc lên cho Bi cho. Bi? Dân mùng sao? Phải có cây ăn mới được chứ. Cái mùng này cao không Bi, để anh coi coi. Anh kiếm cây cho nó vừa kìa. Văng lên, cái văng lên coi cái độ cao của cái mùng á. Nè anh cọt cây vô đây nè anh. Biết rồi, mà nhưng coi coi cái độ cao của mùng, anh kiếm cây anh cưa. Độ cao mùng tới đây. Tới đó hả, cao dữ vậy? Ừ. Đâu? Cọt cây vô dây đó nè. Rồi rồi. Cây vô đây đứng cho em. Rồi, vậy chưa mà. Rồi Bi ra đây với anh đi kiếm cây cưa. À. Rồi, đang quay anh vào làm mùng giùm Bi. Lâu lâu nhìn kỹ cũng đẹp. Nhìn kỹ cũng đẹp hả? Đâu, con mùng. Cái chút, cái gì ngấu không gì nữa, cái chút mà nó là con cao đó. Cái ảnh này bữa mẹ bế em đi Bến Tre là anh treo đâu? Treo bên đây nè, mấy khu hình trên đây nè, để hình lên. Thôi treo đó là cây máy vô treo, treo đây được không? Treo đây được không? Đúng rồi, treo đó rồi. Treo đây rồi. Nha anh, treo đây nha. Ủa mà bây giờ mình treo đi một lát thôi sửa. Treo đây đây nha Bi. Rồi để treo cho giùm Bi nha. Ê, hôm Bi hôm nay là Bi đi đâu vậy? Để anh treo Bi cho đây. Rồi Bi. Bi kiếm cái khăn Bi lau sạch giùm anh cái đi, anh treo cho dính luôn. Vậy muốn treo cái dán đây hả? Treo treo đây ra đúng không? Được không? Cái đó mở cửa không được, để luôn đi, để cất vô đi.
Cái tủ này ít mở rồi đúng không? Mở hoài nè, không có treo được, cất vô đây. Rồi anh treo đây được. Đã nói mở hoài à, không có treo được. Rồi để anh treo cho Bi được. Bi mốt kiếm cái đồ cột cố định luôn nè. Em à, Bi văng vậy hả? Văng cao không? Bi vậy cao không? Hở mừng không? Em tuột tuột xuống đây cũng được nè Bi. Đây ảnh anh vào treo lên cho Bi rồi nè. Bữa đó Bi có chịu chụp ảnh đâu. Bi đứng xa rồi mẹ bế kéo ra bởi khung ảnh phải gần gần vô chút nữa mới đẹp, mới cái tỷ lệ. Bi treo lên tủ đồ của mẹ Bi. Ôi đồ quá trời Bi, đồ mẹ bế em hả Bi? Đồ chùa hả? Thầy Bi sao văn sao? Anh thấy em văn ngược đó Bi, phải không? À văn đúng rồi nè. Hàng ngày Bi mở mùng ra cho nhà nó thoáng nha Bi. À. Mai mốt anh làm cái nấc ở đây nè Bi. Bi cột cái vòng tròn thôi. Anh làm cho nó khỏi tuột. Bi dần tuột xuống đây là nó đứng lại luôn. Để anh làm cái nấc cho Bi. Là hàng ngày chỉ cần rút lên cái là nó lên rồi. Còn chồng xuống cái nó không bị tuột. Là giống như bên đây vậy nè Bi. Đó, anh sẽ làm cái nấc cho Bi bên đây. Rồi. Cái mùng Bi sơ lơ đi anh. Sao anh vào treo tấm ảnh vậy được không? Rồi. Vậy hả? Treo lên tường đâu đẹp, treo đây là mới đẹp là đúng không? Hai tủ treo nhìn đẹp không? Xấu à? Không biết rửa năm nào á. Bữa đó em có chịu chụp ảnh đâu, bị em chịu chụp ảnh em chịu chụp mà mẹ bế kéo em lại em mới chịu chụp á. Thấy tay mẹ bế em nắm không? Đâu Bi mở cái tủ ra coi có bị rớt xuống không? Gì? Mở thử coi bị rớt không? Không bị rớt. Sao biết vào chứ không bị rớt? Dạ. Nãy sao anh vào bị rớt hả? Thôi giờ tối anh về nha Bi. Bye bye Bi.